Nhiều người đi đường đã một phen hoảng vía khi một nhánh cây to rơi xuống đường trong cơn mưa chiều ngày 15 tháng 4 năm 2021. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, trong cơn mưa lớn, một nhánh cây to của một cây xanh có đường kính khá lớn nằm trên đường Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ gãy rơi xuống đường. Nhánh cây rơi đè trúng một xe ô tô bán tải gây hư hỏng. Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, lập biên bản ghi nhận hiện trường vụ việc. Theo tài xế xe ô tô bán tải, thời điểm nhánh cây rơi, xe ô tô đang đậu, bên trong không có người. Ngoài ra, vào chiều cùng ngày, cơn mưa lớn đã làm một số tuyến đường ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh ngập trong nước, giao thông gặp nhiều khó khăn.